Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là Ngoại Bi đây. Thì dạo gần đây mình có thấy các bạn là rất là hay tranh cãi và phân vân về việc là mua chiếc điện thoại này, chiếc điện thoại kia, cái này tốt hay là cái này tốt. Thì đây là một cái vấn đề mà chắc chắn là chúng ta sẽ gặp phải khi mà chúng ta có dự định mua một chiếc smartphone phải không nào? Rồi có những ý kiến cho rằng là mình cứ mua cái điện thoại nào cũng được, mình thích là mình mua thôi, mình mua cái hãng nào cũng được, cũng ok đúng không nào? Tuy nhiên theo mình thì chúng ta nên lựa chọn, đưa ra những cái lựa chọn thông minh, vì chúng ta cần phải tham khảo, vì là chúng ta nếu như kinh tế có hạn và phù hợp với túi tiền, chúng ta bỏ ra một cái số tiền vừa phải mà chúng ta lại được một cái thiết bị ok thì hoàn toàn hơn là việc chúng ta mua phải một cái sản phẩm đắt tiền mà không đáp ứng được nhu cầu của chúng ta, phải không nào? Rồi ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip speed test giữa hai sản phẩm Vsmart Joy 3 và Realme C3 để xem đâu là cái vua của phân khúc giá dưới 3 triệu đồng và trên 2 triệu đồng. Thì cụ thể hai sản phẩm này có giá lần lượt là 2.690.000 đồng và 2.990.000 đồng, tức là chênh nhau 3 triệu đồng và 300.000 đồng, và Vsmart Joy 3 rẻ hơn 300.000 đồng các bạn ạ. Và Realme C3 thì có một cái cấu hình cũng rất là ok, có cái con chip G70 khá là mới, thì liệu rằng nó có chiến thắng được chiếc Vsmart Joy 3 của Việt Nam hay không, hay là chiến thắng sẽ thuộc về chiếc điện thoại Realme C3 đến từ Realme, một công ty con của Oppo. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu clip. Rồi, chào mừng các bạn, đang là hai sản phẩm Vsmart Joy 3 bên tay trái mình và Realme C3 ở bên tay phải mình. Thì đây là bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB được bán độc quyền tại thế giới đông, với giá là 2.690.000 đồng. Còn bên tay phải mình là Realme C3 là đang bán 2.990.000 đồng, đó là giá niêm yết của hai sản phẩm, thì không tính đợt sale siếc thì không tính. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cấu hình của hai sản phẩm này. Thì Vsmart Joy 3 sở hữu RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, con chip Qualcomm Snapdragon 632 8 nhân và sở hữu 3 camera độ phân giải 13, 8 và 2 megapixel. Camera selfie cũng là 8 megapixel. Và chạy trên nền tảng Android 9 Pie và giao diện là VOS 2.5. Còn chiếc điện thoại Realme C3 thì sở hữu RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, chạy trên nền tảng Android 10, Android mới nhất và giao diện Realme UI, không chung với Color OS gì với Oppo nữa, nhưng mà chúng ta thì thấy là nó khá là giống nhau đúng không nào? Và sở hữu 3 camera sau có độ phân giải 12, 2 và 2 megapixel, cũng như là sở hữu camera selfie là 5 megapixel. Rồi đó là những cái thông tin bên lề của hai sản phẩm. Thì hai sản phẩm cùng sở hữu pin 5000, tuy nhiên Vsmart có sạc nhanh, còn Realme C3 thì không có sạc nhanh. Đó không quan trọng trong clip này, mà quan trọng là camera và cấu hình thôi, vì mình làm clip là speed test cũng là so sánh camera. Rồi ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành khởi động lại hai sản phẩm này. Ở cái phần khởi động lại này thì mình sẽ không tính vào speed test như mọi clip nha, bởi vì là cái thao tác khởi động lại của Realme C3 nó khác đi một chút. Nó phải vuốt lên như này khá là khắm. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động lại cho nó sạch sẽ, mặc dù hai chiếc điện thoại của mình cũng rất là sạch sẽ rồi. Rồi, Realme thì đó là một cái sản phẩm công ty con của Oppo, thì nó đang hướng tới những cái phân khúc giá rẻ, còn Oppo nó hướng tới phân khúc giá cao cấp hơn. Đó, thì đó là một cái hướng đi của Oppo. Sau này khi mà Realme lớn mạnh thì nó sẽ mở rộng ra những cái phân khúc cao hơn, hoặc là Oppo nó sẽ mở ra những cái thị trường khác, thì đó là những cái định hướng đi của Oppo, mình dự đoán là như thế. Thì các bạn thấy hai sản phẩm này, sản phẩm nào đáng mua hơn thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Nhưng trước hết chúng ta phải vào clip để xem sản phẩm nào sẽ load game nhanh hơn. Và ngay bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra wifi của hai sản phẩm để đảm bảo sự công bằng. Ok, di động chuẩn đã cùng kết nối rồi. Rồi mình sẽ đặt lại ngay ngắn cho các bạn dễ quan sát. Đa nhiệm một lần nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào speed test luôn. Đầu tiên đó là ứng dụng Facebook. 3, 2, 1. Ok, như vậy Realme C3 giành chiến thắng. Tiếp theo là Zalo. 3, 2, 1. Rồi Zalo thì Realme C3 lại giành chiến thắng rồi. Chắc em khỏe thật rồi. Tiếp theo là YouTube. 3, 2,
một YouTube. Rồi như vậy là Vietsmart đang giành chiến thắng. Tiếp theo một ứng dụng nhẹ nữa đúng không? Spotify 3, 2, 1. Rồi như vậy là hai sản phẩm này thì Realme C3 đã giành chiến thắng. Rồi tiếp theo mình sẽ vào tựa game đầu tiên, mình sẽ chơi một tựa game nặng luôn, đó là Liên Quân Mobile. 3, 2, 1. Có vẻ như Sima đang chạy trước. Ok, như vậy là Realme C3 đang chiến thắng trong tựa game Liên Quân Mobile. Rồi, như vậy là Vietsmart Roi 3 cũng đã vào game. Tiếp theo mình sẽ đến với tựa game Subway Surfer. 3, 2, 1. Ok, như vậy Realme C3 đã chiến thắng. Rồi chúng ta sẽ chờ Vietsmart Roi 3. Rồi như vậy là tỏ ra khá ưu thế với Realme C3. Tiếp theo mình sẽ đến với tựa game Zombie Tsunami. 3, 2, 1. Ok, Realme C3 đã chiến thắng. Khá là khủng khiếp đấy nhỉ. Tiếp theo mình sẽ đến với tựa game Tem Run 2. 3, 2, 1. Ok, ở Tem Run 2 thì Realme C3 cũng đang loát trước. Ok, như vậy là một chiến thắng dành cho Realme C3. Thế trận thì đang khá một chiều dành cho Realme C3. Tiếp theo mình sẽ đến với tựa game Fruit Ninja. 3, 2, 1. Một sự lắc nhẹ nhẹ đến từ hai sản phẩm. Rồi, Fruit Ninja đang loát ở Realme C3. Rồi, Realme C3 đã giành chiến thắng trong tựa game Fruit Ninja và tỏ ra khá là vượt trội các bạn ạ, khi mà Vietsmart Roi 3 đã có một sự lắc nhẹ nhẹ. Rồi, chúng ta cùng chờ Vietsmart Roi 3. Rồi, thực sự con chip Helio MediaTek G70 thì mình cũng chưa test game riết gì đâu, mình cũng mới chỉ làm clip mở hộp vậy thôi. Thì mình sẽ test game và mình sẽ làm tính năng hay của hai sản phẩm này nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình trong thời gian vừa qua, và hãy nhớ đăng ký kênh của mình để nhận nhiều clip hữu ích hơn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình, một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Rồi, mình sẽ đến với cái tựa game Free Fire. Đâu rồi? Đây rồi, 3, 2, 1. Đây là một cái tựa game rất là dễ chơi, dễ trúng thưởng, đang chiếm ưu thế hơn so với PUBG. Và hy vọng sau khi PUBG đóng cửa thì Free Fire sẽ đứng đầu trong cái tựa game sinh tồn. Vì PUBG Mobile cần những cấu hình cao, Free Fire thì những cái máy cấu hình nó ổn ổn một chút là chơi rất là mượt. Tôi đang Realme C3 giành chiến thắng trong cái tựa game Free Fire các bạn ạ, vào rất là nhanh các bạn ạ. Đó, tỏ ra rất là vượt trội, thốn vãi. Ok, như vậy là Vietsmart Roi 3 cuối cùng cũng đã vào game xong. Rồi, mình sẽ đến với cái tựa game cuối cùng. Tựa game cuối cùng đó là tựa game PUBG Mobile. 3, 2, 1. Rồi, đã có sự đứng khựng lại nhẹ nhẹ. Đó, các bạn thể thấy là Realme C3 đã đứng khựng lại nhẹ nhẹ. Ok,
Ok, như vậy là Vsmart Joy 3 đây, chiến thắng ở tựa game PUBG Mobile rất là bất ngờ. Thì các bạn thấy là Vsmart Joy 3 nó có những cái, nó có chip Qualcomm Snapdragon 632, nó cũng tỏ ra khá là mạnh mẽ đúng không nào? Rồi, như vậy là một chiến thắng dành cho Realme C3, tuy nhiên ở ứng dụng cuối cùng là PUBG Mobile thì Vsmart Joy 3 lại mạnh mẽ hơn khi mà vào game trước. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay về cái clip speed test này. Thì hai sản phẩm này là hai sản phẩm rất là đáng mua trong phân khúc dưới 3 triệu đồng. Thì các bạn có thể có những chiếc điện thoại nào có ưu thế riêng của mình thôi. Còn con chip G70 đó tỏ ra khá là mạnh so với con chip 632. Tuy nhiên là cần thời gian để kiểm chứng hơn con chip này. Helio MediaTek trước giờ đã nhận được nhiều sự hoài nghi đúng không nào, trước giờ nổi tiếng là chip đẻo đấy, mình nói thẳng luôn là chip đẻo luôn. Thì sau này thì nó sẽ như thế nào thì chúng ta cần thời gian trải nghiệm thêm. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn một số cái bức ảnh và đoạn clip mình đã quay được bằng hai sản phẩm này, thì với thông số nhỉnh hơn đến từ Vsmart Joy 3 thì liệu rằng nó có chất lượng ảnh tốt hơn hay không, vì rất nhiều đánh giá là chiếc Vsmart Joy 3 chụp ảnh xấu đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình và hãy nhớ đăng ký kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.